Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11 tháng 2. Hôm nay, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu tác động chính của áp cao cận nhiệt đới phát triển, nên nền nhiệt tăng hẳn so với những ngày qua, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Thời điểm trưa chiều, cường độ nắng khá mạnh, không khí oi bức, tình trạng thời tiết hanh khô sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 2 năm 2022, mực nước cao nhất 350 cm xuất hiện lúc 20 giờ 45 phút, thấp nhất 198 cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút.